Ông bà ta có câu, sống phải có nhà, chết phải có mồ. Nhưng thấy cảnh người nghèo không may, lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, không người thân, không tiền bạc, không nhà cửa, và khi nhắm mắt, không nơi chôn cất, đã làm cho ông Phạm Văn Công ở khóm 2 phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vô cùng trăn trở. Chính vì vậy, ông không ngần ngại dành chính công đất để làm nơi an nghỉ cho người nghèo quá cố. Từ năm 2011 đến nay, đã có 50 người có chỗ nơi yên nghỉ trong nghĩa trang từ thiện của ông. Tuổi trẻ của ông Phạm Văn Công là những tháng ngày vất vả, cơ cực. Vợ chồng cùng chèo chống chiếc xuồng bán hàng rong khắp các con sông lớn nhỏ trong vùng. Do nghèo khó từ nhiều đời, ông bà khi mất chỉ chôn bằng mộ đất, nên tới đời ông bị lạc mộ không tìm được. Vì vậy, ông nguyện với lòng, khi nào làm ăn khấm khá, ông sẽ giúp đỡ người nghèo quá cố, có chỗ nơi yên nghỉ đàng hoàng. Vợ chồng ông cố gắng lam lũ, cật lực làm việc ngày đêm, nên có được của ăn của để. Ông tích lũy làm hãng nước đá, rồi tới lĩnh vực xây dựng. Bây giờ khi đã ở tuổi 70, ông không còn lo việc kinh doanh, mà ông chỉ làm công tác từ thiện, giúp đỡ, chăm lo cho người nghèo. Ông dốc hết cả tâm huyết của mình để đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn. Vừa thời gian đi làm mướn, ta gọi không có đất, rồi thành ra cái mảnh đất nó mới trôi đi, mấy năm sau trôi đi, vô kiếm tìm không thấy. Rồi cái nguyện vọng mình để không sau này mình mà có tiền, mình làm một cái nghĩa trang để mà cho những cái người nghèo khổ để vô đây chôn để không có thất lạc. Không nhà cửa, con cái, khi tuổi đã xế chiều, bà Đặng Thị Đắng đã có chỗ nương nhờ, không còn phải lo nghĩ nơi ăn chốn ở từ nay đến cuối đời như trước. Chồng bà còn phải đi làm phụ hồ ở tuổi 62, còn bà thì phụ trách trông coi vệ sinh, làm cỏ như công việc của một người quản trang. Hồi đó là mua cái nhà của người ta là cái nhà người ta bồi thường rồi. Mình mua mình ở chừng nào nhà nước đuổi mình đi. Rồi cái tôi mới mua rồi người ta đuổi, rồi bắt đầu hai vợ chồng đi, không có chỗ ở. Rồi anh ba, anh thương anh đem về đây, cho ở cái nhà này. Cũng cảm ơn anh ba. Cho những cái hàng gương, cho xe tang đi chôn, cho đồ tấn liệm là đồ miễn phí, không có lấy tiền. Mồ mã thì miễn phí luôn, cho luôn những người nghèo. Những người qua đời được ông giúp đỡ đất yên nghỉ, áo quan, tiền xây mồ và cả xe đưa tang, tất cả hoàn toàn miễn phí. Hiện tại đã có hơn 100 người tìm đến ông bày tỏ nguyện vọng để có nơi an nghỉ khi nhắm mắt. Chưa dừng lại ở đó, nguyện vọng của ông là sẽ mở rộng thêm diện tích khu vực nghĩa trang này. Mở rộng thêm tính là gần cái ruộng này mở rộng ra, rồi nếu ấy được thì tôi làm cái nhà thiêu nữa. Cái nhà thiêu để mà cho người ta, người nào muốn chôn chôn, người nào muốn thiêu thì người ta thiêu, là nguyện vọng vậy. Câu nói, tất đất tất vàng đối với ông Phạm Văn Công cũng chỉ là chuyện rất đổi bình thường, khi giá trị vật chất và tình cảm của ông đều ưu ái dành hết cho người nghèo. Việc làm và ý nghĩa cao đẹp như ông Ba Công có mặt ở khắp mọi nơi. Đó là những đóa hoa bình dị luôn tỏa ngát hương từ tấm lòng nhân ái giữa cuộc sống hàng ngày. Sự tử tế như là cầu nối gắn kết giữa con người với nhau và việc làm vô cùng ý nghĩa của ông Phạm Văn Công cũng cần lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Bởi loài người sẽ diệt vong nếu con người ngừng giúp đỡ nhau. Chúng ta không thể không tồn tại mà không hỗ trợ lẫn nhau.